Vâng, xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một con nghé và niềm vui của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta biết đó là đây là con nghé của gia đình của chú Minh, cô Đường mà câu lạc bộ cầu vồng đã trao tặng. Thì sau một thời gian thì chúng ta đã có một thành quả, con nghé rất là vàng các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không, cái rất là tội và vàng. Rất là dễ thương đúng không mọi người? Và nói chung là hy vọng đây sẽ là cái động lực để cho giúp cho gia đình cô Đường sẽ có trả nợ, có tiền trả nợ và cái tiền cuộc sống. Nhưng mà rất là tội. Đó 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 đó, thấy không? Đó đó. Tội quá. Bắt gì đứa chàng thương lắm, ném càng ngày nó hơn dạng lắm. Các bạn thấy là niềm vui của cô Đường khi 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 có con nghé, và kia là con bò mà câu lạc bộ cầu vồng đã cho vào năm 2015. Và chúng tôi hiện tại là tôi thì nói chung cũng rất là vui, vui vui lai cùng với gia đình.